Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em xin gửi tới mọi người giới thiệu tới mọi người sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của Mitsuchi Tông 2013. Sản phẩm này là của hãng Valeo. Đây, hãng Valeo được sản xuất tại Thái Lan bác các bác nhé. Mã phụ tùng của nó đây 815023 phòng dưới này Z01627A. Với cái dòng lốc này thì là nó chạy buli một rãnh, buli bản A. Bản A thì rãnh nó chỉ nhỏ như này thôi anh em nhé, nhưng bản B thì rãnh nó hơi to hơn một chút. Và đây là cái rắc của bôn điện của nó này, bốn chân bắt này và lốc máy này. Đây, anh em cùng nhìn này, tổng quan của sản phẩm. Đây, mặt trước, mặt sau, bốn chân này. Đây là bích bắt, hay là để chúng ta bắt đường ống vào đây. Đây là một đường cao, một đường hạ. Đây là một cái van. Cái này là ốc xả dầu. Ốc xả dầu. Đây, anh em có thể nhìn. Đây, phía trước, phía sau sản phẩm. Đây ạ. Đây, khi mà cái là hệ thống điều hòa của anh em có vấn đề, và cái vấn đề của nó là một lốc, thì em khuyên chân thành khi anh em đã được các anh em thợ này, hoặc là các bác kỹ thuật đã kiểm tra xác định là thay lốc, thì em khuyên chân thành để đảm bảo độ bền thì anh em nên thay kèm một cái lọ, và có điều kiện hơn nữa thì chúng ta nên thay một cái gọi là cái giàn nóng của nó. Nó vì sao em nói thế? Bởi vì khi mà lốc nó đã có vấn đề thì trong hệ thống điều hòa là của nó cũng đã có vấn đề, dù xúc sạch kỹ đến mấy thì khi mà cùng với cả cái thời gian sử dụng lâu thì nó cũng sẽ ảnh hưởng. Đó là những cái điều em khuyên chân thành, bởi vì khi em bán hàng cũng đã có rất nhiều, từ các bác tài xế đến anh em xưởng gara đã chia sẻ. Và đây là chiếc vỏ hộp của nó. Nó được đựng trong như này để khi vận chuyển về rất là chắc chắn này. Thì trên hộp của nó và một tờ giấy hướng dẫn sử dụng của nhà máy Valeo, và người ta cũng có hướng dẫn sử dụng hết. Đây, cùng nhìn nhé. Đây, người ta cũng hướng dẫn cho chúng ta này. Đây là cùng sử dụng, hướng dẫn sử dụng này. Những cái trang thiết bị bảo hộ này không được làm đổ dầu và không được tiếp xúc. Đây là có cái vận hành và cái hướng dẫn sử dụng hết cho chúng ta, là người ta cũng nói rõ luôn này. Đây là có sử dụng như thế nào và lạp ga ra sao, ga gì. Vâng, đây là cái mã phụ tùng của nó đấy. Đây, đây là cái phía bên ngoài, đây là cái mã code của Thái Lan khi người ta đọc. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu cần tư vấn về sản phẩm thì liên hệ trực tiếp với em theo số máy là 0769086333, hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara auto BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Xin cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào.